Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới gặp nhiều điều tốt lành nha. Xin cảm ơn tất cả bà con và mọi người trong thời gian qua, bà con và mọi người đã ủng hộ kênh Đà Phao mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nha. Nếu bà con nào lần đầu tiên xem kênh mình hoặc chưa đăng ký ủng hộ kênh Đà Phao mình thì hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký miễn phí mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn bà con và mọi người rất là nhiều. Sau đây Đà Phao mời bà con và mọi người theo mình theo dõi một dãy cà phê và nhật tiêu ngày hôm nay ngày chủ nhật xem thử đâu ra sao nha. Thưa bà con, sau đây là bản giả tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023. Thưa tất cả bà con, sau đây là bản giá cà phê, bản giá tiêu sáng hôm nay ngày chủ nhật tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.